Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam có bến đỗ đầy bất ngờ sau khi chia tay đương kim vô địch V-League. Mới đây, câu lạc bộ Viettel đã chính thức nói lời chia tay với tiền vệ đầy tài năng Nguyễn Trọng Đại. Quyết định này khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chỉ còn ít ngày nữa AFC Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và V-League 2022 cũng sẽ khởi tranh vào đầu tháng 7 tới. Tối ngày 21 tháng 6, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức lên tiếng thông báo về việc đã chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U23 Việt Nam. Như vậy, Trọng Đại sẽ chính thức khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phần còn lại của Nigo V-League 2022. Trước khi V-League 2022 tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có được kết quả khả quan. Việc Trọng Đại gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ giúp câu lạc bộ này gia tăng thêm sức mạnh trước khi bước vào cuộc chiến cam go để trụ hạng. Nhiều khả năng Nguyễn Trọng Đại sẽ ngay lập tức đối đầu với đội bóng cũ trong ngày ra mắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức